Marco Polo, con đường tơ lụa và sự thật về chuyến thám hiểm châu Âu vĩ đại nhất thế kỷ 13. Trong thời Trung Cổ, không có một người châu Âu nào đã đi thám hiểm về phương Đông xa như nhà du hành Marco Polo, người được mệnh danh là một trong những nhà thám hiểm vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Marco Polo là người phương Tây, đã góp công phổ biến các kiến thức về phương Đông ở thế kỷ 13. Cuộc thám hiểm của ông còn mở ra thời đại thương mại và giao lưu văn hóa nhộn nhịp giữa Á với Âu, góp phần tạo nền móng cho thời phục hưng. Tuy nhiên, việc ông có thực sự đến được Trung Quốc hay chưa vẫn là một hoài nghi khiến nhiều nhà sử học đau đầu. Chuyến đi buôn của người cha. Thời gian và địa điểm chính xác khi Marco Polo ra đời vẫn chưa rõ ràng, và các lý thuyết hiện tại hầu hết đều là phỏng đoán. Tuy nhiên, ngày tháng thường được dẫn ra nhất là trong khoảng năm 1254, trong một gia đình buôn bán ở Venice, Italia. Ông là hậu duệ của gia đình thương nhân Dalmatia, đến định cư tại Venice vào thế kỷ thứ 11. Thời bấy giờ, Venice được gọi là Hòn Ngọc, nằm trên bờ phía bắc của biển Adriatic. Thành phố này bắt đầu từ thế kỷ 9 đã là nơi hoạt động thương mại phồn vinh trên bờ biển Địa Trung Hải. Đến cuối thế kỷ thứ 10, Venice trở thành một thành phố thương nghiệp phát triển của nước Cộng Hòa, chính quyền do các thương nhân quý tộc nắm giữ. Gần như hầu hết người sống tại thành phố Venice đều lấy nghề buôn bán để mưu sinh. Bắt đầu từ thế kỷ 12, việc kinh doanh mậu dịch trung gian tại Venice càng trở nên phồn thịnh. Nó không những là một trong những trung tâm vận tải biển số 1 trong khu vực, mà còn là một nơi tập trung và phân phối tất cả các loại hàng hóa từ phương Đông đến các vùng Trung Âu và Bắc Âu. Nó trở thành tâm điểm về mậu dịch giữa phương Đông và phương Tây. Ngay từ nhỏ, Marco Polo đã chịu sự hun đúc của ngành kinh doanh thương mại và hàng hải rất sâu sắc. Từ thời ông còn nằm nôi, người cha Niccolo Polo và người chú là Mafio của ông đã mang theo đá quý buôn ba khắp xứ xa xôi để mà trao đổi và buôn bán. Họ từng có ý định mở một con đường thương mại sang tận nước Nga, nhưng do cuộc chiến tranh xảy ra vào năm 1260 đã khiến cho họ không thể trở về quê hương theo con đường cũ, phải tiếp tục đi về phía đông đến thành phố của Hàn Quốc là sát hợp đài Chagatan Khanate và ở lại đó 3 năm. Trong thời gian này, họ may mắn gặp được sứ thần của đại hãng Mông Cổ do Hốt Tức Liệt phái sang để mà chấp hành nhiệm vụ. Vị sứ thần này đã nhiệt tình mời họ cùng đi ra mắt đại hãng. Từ trước tới nay, Hốt Tức Liệt chưa bao giờ gặp người Italia nên nhà vua đã tỏ ra rất trọng thị. Ông ta luôn hỏi thăm về tình hình của thế giới phương Tây, đồng thời ủy nhiệm họ làm đại sứ đặc biệt cho Mông Cổ đến thăm giáo hoàng. Ngoài ra, ông còn xin giáo hoàng phái đến Mông Cổ 100 giáo sĩ đạo cơ đốc, những người am hiểu các ngành công nghệ, đồng thời truyền bá rộng rãi giáo lý của đạo cơ đốc. Đại hãng còn tha thiết mong họ sẽ trở lại để báo cáo tình hình và nhờ họ trên đường đi ghé lại Jerusalem lấy giúp một ít dầu thánh trong chiếc đèn Trường Minh Đăng. Cuộc hành trình về phương Đông. Năm 1271, khi Marco 17 tuổi, cha Niccolo và chú Mafio đã dẫn ông và mười mấy người bạn thám hiểm đi Trung Quốc. Xuất phát từ Venice, sau mấy ngày đi trên biển trời êm sóng lặng, đoàn người đã đến Acre. Nhưng đáng tiếc, giáo hoàng vẫn chưa được bầu, thế là họ đành phải đi hành hương đến ngôi mộ Đức Chúa Giêsu rồi tiếp tục lên đường. Khi cả đoàn tới cảng Laiazo, tân giáo hoàng Gregory thứ 10 phái sứ thần đuổi theo để triệu hồi nhóm Marco Polo trở về Acre. Lần này, sau khi lên đường, họ đã mang theo dầu thánh, thư từ và lễ vật của giáo hoàng tặng cho đại hãng Hốt Tức Liệt. Đồng thời, họ cũng dẫn theo hai giáo sĩ trở lại cảng Laiazo, rồi mới rời thuyền lên bờ tiến vào vùng Armenia. Trên đường đi, Marco Polo được chứng kiến rất nhiều điều kỳ thú. Núi Gevon Noa trong truyền thuyết của Kinh Thánh đã hiện ra trước mắt. Trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, những nơi có góc cạnh đang chiếu lấp lánh ánh sáng mặt trời vô cùng tráng lệ. Tại vùng gần Georgia, có những giếng dầu rất thần kỳ mà Marco Polo lần đầu tiên được nhìn thấy. Từ giếng dầu này phun lên một thứ nước đen sền sệt, có thể chữa khỏi các chứng bệnh ngoài da của con người và gia súc. Hơn nữa là có thể dùng làm nhiên liệu và chất đốt. Cư dân của các quốc gia lân cận không ngại đường xa, kéo nhau từng đoàn đến đây lấy thứ nước sền sệt này để đem bán. Thực ra, thứ nước sền sệt có màu đen mà Marco Polo nhìn thấy là loại nhiên liệu đốt được chế biến thành dầu hỏa ngày nay. Marco Polo còn lắng nghe vô số những chuyện kỳ lạ và hấp dẫn. Bên cạnh tu viện San Leonardo có một cái hồ nước mặn rất quái lạ. Thường ngày người ta không thấy bóng dáng một con cá nào, nhưng đến 4 tuần chay, không biết chúng từ đâu kéo đến nhiều vô cùng.
nhưng sau ngày lễ Giáng sinh, chúng lại biến mất, không rõ chúng sống ở nơi nào. Đoàn người của Marco Polo đi theo hướng Ba Tư. Họ đến được ngôi thành Yat, ngôi thành Hồi giáo cổ rất là xinh đẹp. Tiếp tục đi, họ qua một vùng đồng bằng rộng lớn có những khu rừng chà lá mênh mông, lại có những bầy chim khách đông đến hàng ngàn con. Sau khi vượt qua khu vực có núi đá lởm chởm tại Kerman, phía nam xứ Ba Tư, nơi này nhiệt độ ban đêm xuống thấp, gió lạnh thét cào qua các hẻm núi khiến da thịt lạnh buốt. Theo hướng nam của dãy núi, họ tiếp tục đi đến hướng Hormuz để đến thành Kerman, nơi phương tiện rất lạc hậu và thiếu hụt nước ngọt nghiêm trọng. Trải qua nhiều gian lao vất vả, họ đã đến được Malaysian. Tại đây, Marco Polo bị bệnh sốt phát ban và may mắn đã được chữa khỏi. Đoàn người tiếp tục đi qua vùng cao nguyên Pamir, nóc nhà của thế giới. Tại đây cứ hừng sáng, ánh mặt trời lại đỏ ối, chiếu rọi khắp mọi nơi. Và đêm đến trên bầu trời xuất hiện dày đặc những vì sao rất thấp, như có thể đưa tay với được. Sau khi nghỉ ngơi tại đây một thời gian, đoàn của Marco Polo đã vượt qua cao nguyên Pamir đến Kashgar, một địa điểm mở đầu cho con đường tơ lụa cổ xưa. Từ Lucknow, nằm phía ngoài vùng biên giới, muốn đi đến Hoàng cung Thượng Đô, nơi nghỉ hè của đại hãn Hốt Tức Liệt, cần phải vượt qua một vùng sa mạc Gobi. Đây là vùng sa mạc nối tiếp liên miên bất tận. Sau khi suy tính, đoàn người của Marco Polo đã quyết định lên đường. Sau nhiều ngày đêm, vùng sa mạc đầy huyền bí đó cuối cùng cũng bị bỏ lại sau lưng họ. Đoàn người đến được Tân Cương và mọi người vô cùng ngạc nhiên trước cảnh phồn hoa rực rỡ nơi đây. Khắp nơi hoa quả hương thơm ngào ngạt, những cánh đồng mênh mông bát ngát. Đoàn người tiếp tục tiến về phía đông. Khi đến thành cổ Đôn Hoàng, họ được chiêm ngưỡng tượng Phật điêu khắc và bức tranh hang động mạc cao Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc. Đôn Hoàng là hòn ngọc trên con đường tơ lụa, một trung tâm nghệ thuật Phật giáo. Những bức tranh hang động ở đây nhiều và dài nhất trên thế giới. Tiếp đó, đoàn đi qua Ngọc Môn Quan, chiêm ngưỡng vạn lý trường thành hùng vĩ. Họ lại men theo hành trình Hà Tây đến Thượng Đô, đô thành phía bắc của nhà Nguyên. Lúc này đã là mùa hè năm 1275, cuộc hành trình xuyên Á của đoàn người nhà Polo đã kéo dài gần 4 năm. Cha và chú Polo trình thư và lễ vật lên vua Hốt Tức Liệt, đồng thời giới thiệu về Marco Polo. Hốt Tức Liệt vô cùng thích chàng thanh niên trẻ tuổi, thông minh nhanh nhẹn này. Ông ta mời đoàn du lịch vào cung kể lại cuộc hành trình, sau đó dẫn đoàn trở lại đại đô, giữ họ lại và làm quan trong triều đình. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân, thông tin chi tiết bên dưới video. Du ký Trung Hoa. Marco Polo giỏi ngôn ngữ nên được làm nhiệm vụ cố vấn ngoại giao cho triều đình. Ông được phái đi đến các địa phương trong đế quốc và những nước phiên thuộc để chấp hành những chuyện cơ mật. Qua chức vụ đó, Marco Polo đã có cơ hội tiếp tục cuộc thám hiểm của mình trên những vùng đất mới. Trong chuyến hành trình thám hiểm châu Á, ông đã đặt chân đến vùng đất Mông Cổ để mà khám phá, tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây, cũng như sự trỗi dậy của đế chế Mông Cổ. Thêm vào đó, ông cũng tìm hiểu cuộc sống của Thanh Cát Tư Hãn và của người dân Mông Cổ. Một trong những điều gây ấn tượng đặc biệt đối với ông là cách thức mà những phụ nữ Mông Cổ chia sẻ công việc của mình với đấng mày râu. Polo miêu tả những người đàn ông Mông Cổ không đoái hoài gì đến việc khác ngoại trừ săn bắn, chiến tranh và kỹ thuật nuôi bắt chim ưng. Ông Polo cũng vô cùng ấn tượng về hôn nhân của người Mông Cổ. Theo đó, nam giới Mông Cổ có thể lấy nhiều vợ và có thể lấy bất cứ người nào mà họ thích. Thậm chí khi người chủ gia đình qua đời, người con trai nhỏ tuổi nhất trong nhà sẽ lấy vợ của bố. Nhưng người phụ nữ đó không phải là mẹ ruột. Một người đàn ông cũng có thể cướp vợ của anh em trai nếu người đó trở thành quá phụ. Từ năm 1277 đến năm 1280, Marco Polo rời khỏi kinh thành, đi đến các địa phương như Hà Bắc, Sơn Tây, rồi vượt qua sông Hoàng Hà đến vùng Quang Trung, Tần Lĩnh và xuống tận Thành Đô, thuộc vùng Tứ Xuyên. Từ đó ông lại đến Kiến Xương, Tây Tạng, lại vượt sông Kim Sa để tới Vân Nam. Từ Vân Nam ông đi Miến Điện và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á. Ông tiếp tục đi Hoài An, Dương Châu, Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu, Phúc Châu, Tuyền Châu. Ông đi khắp các vùng Đông Tây, dấu chân ông in khắp bên trong lẫn bên ngoài của Trường Thành, phía nam lẫn phía bắc của Trường Giang. Kết quả của những chuyến hành trình này, ông gửi về cho đại hãn nhiều bản báo cáo rất sinh động và rất lý thú. Điều đó khiến vua Hốt Tức Liệt hết sức hào hứng bởi những thông tin hoàn toàn khác biệt so với nội dung của những bản báo cáo vừa khô khan vừa đơn điệu của các quan địa phương gửi về. Sau này, ông còn đi thăm Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka.
nhà thám hiểm trẻ tuổi đã phụng sự cho Hốt Tất Liệt trong 17 năm và tích góp được một số lượng lớn của cải, trang sức và vàng. Polo lo sợ Hốt Tất Liệt lúc đó đã hơn 70 tuổi, có thể ra đi bất cứ lúc nào và dẫn đến việc ông không thể trở về nước. Vì vậy, để đề phòng bất trắc, ông đã xin Hốt Tất Liệt trở về quê hương sau khi họ hộ tống đoàn trước đưa công chúa Mông Cổ Kokachin kết hôn với hoàng tử Ba Tư là Akun. Năm 1292, một đoàn thuyền gồm 14 chiếc với hàng trăm người hộ tống, gồm có đoàn sứ giả Mông Cổ từ Ba Tư đi cùng gia đình Polo, đã ra khơi từ Hàng Châu, xuôi về phía nam, qua gần bờ biển Việt Nam tới Singapore, Sumatra, ghé Ấn Độ, Tích Lan, rồi men theo mỏm cực nam của lục địa Ấn Độ và tới hải cảng Hormuz. Cuối cùng, đoàn sứ giả cũng tới được nước Ba Tư. Marco Polo sau đó đã theo đường bộ băng qua xứ Ba Tư tới thành phố Trebizond bên bờ Bắc Hải rồi dùng thuyền qua Constantinople. Trong cuộc hành trình, Marco Polo nghe tin báo rằng đại hãn đã qua đời năm 1294. Cuối cùng vào năm 1295, hai ông Niccolo và Maffeo cùng với Marco Polo đã cập bến cảng Venice sau 24 năm và cuộc hành trình đi và về dài 15.000 dặm, tương đương 24.000 cây số. Những ghi chép về phương Đông. Tin ba người từ phương Đông xa xôi trở về đã nhanh chóng lan truyền khắp thành phố Venice. Marco Polo vui vẻ kể lại cho mọi người nghe những điều lý thú tại phương Đông. Đại đa số người nghe không tin, thậm chí phần đông cho rằng đó là những câu chuyện bịa ra do ba kẻ lang thang đã tạo ra. Để chứng minh lời kể của mình, Marco Polo đã tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn. Trong bàn tiệc, mỗi lần dâng một món, họ đều thay một bộ quần áo, bộ sau đẹp hơn bộ trước. Cuối cùng, họ lại mặc bộ quần áo rách bươm ban đầu. Khi họ xé ống tay áo, vàng bạc châu báu giấu trong đó rơi lả tả xuống đất. Hầu như ai cũng trầm trồ kinh ngạc trước đống của cải khổng lồ này. Nhưng sau đó, cuộc chiến tranh Venice-Genoa bùng nổ vào năm 1298, khiến người dân Venice nhanh chóng quên đi câu chuyện kể của Marco Polo. Theo luật Venice, tàu chiến do người giàu bỏ tiền ra đóng. Marco Polo bỏ ra một số tiền lớn đóng con tàu phương Đông, đích thân làm thuyền trưởng tham gia chiến đấu. Sau này hải quân Venice thất bại, ông bị bắt làm tù binh. Trong tù, ông ở cùng với nhà văn Rostilen. Rostilen đã ghi lại những lời kể của Marco thành cuốn sách Marco Polo Du Ký. 4 năm sau, Marco Polo được tự do. Ông xuất bản cuốn sách này gây xôn xao dư luận. Marco Polo Du Ký còn gọi là những ghi chép trông thấy ở phương Đông. Nhiều người lúc đó cho rằng ông là một kẻ khoác lác. Tuy nhiên, cuốn sách này là ảnh hưởng vô cùng quan trọng với nhiều nhà thám hiểm lúc bấy giờ, đặc biệt là Columbus, sau này tìm kiếm con đường phía Tây để đến Trung Quốc và Nhật, nhưng lại trôi dạt đến châu Mỹ. Khi được thả ra khỏi tù vào năm 1299, Marco Polo quay trở về nhà ở Venice, nơi cha và chú của ông đã mua một ngôi nhà lớn ở quận trung tâm tên là Contrada San Giovanni Crisostomo. Sau đó, ông lại trở thành một nhà buôn giàu có. Polo tài trợ cho các chuyến thám hiểm khác, nhưng không bao giờ rời bỏ Venice một lần nữa. Năm 1300, ông cưới Donata Badur, con gái của Vital Badur, một nhà buôn. Họ có ba con gái tên là Fatina, Bellella và Moretta. Và tất nhiên năm 1324, Marco Polo qua đời ở tuổi khoảng 69. Marco Polo được công nhận là nhà thám hiểm có công khai phá tri thức về phương Đông, góp phần cống hiến to lớn cho công cuộc giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc, Italia và các nước phương Tây. Cuốn sách Marco Polo Du Ký của ông đã có ảnh hưởng to lớn ở phương Tây, được coi là đệ nhất kỳ thư của thế giới. Cuốn sách này giới thiệu nền văn hóa phương Đông, mở ra một thế giới hoàn toàn mới với người phương Tây. Nó đã góp phần gây tiếng vang toàn Italia, nhanh chóng lan rộng ra khắp châu Âu. Theo một số truyền thuyết, món mì Ý chính là mì của Trung Hoa đã được Marco Polo đem về Italia thông qua con đường tơ lụa. Còn đó những câu hỏi lớn. Châu Âu lúc đó chưa biết đến nghề in, mọi người trách nhau sao chép Marco Polo Du Ký. Người đọc rất là hâm mộ nền văn minh và sự giàu có của phương Đông được đặc tả trong sách này. Nhưng phần lớn, người châu Âu lúc đó không tin những chuyện Marco Polo kể, bởi những điều này vượt quá tầm nhận thức của phần đông dân chúng lẫn giới tri thức phương Tây bấy giờ. Họ cho rằng nền văn minh cơ đốc là nền văn minh phát triển nhất trên thế giới. Vì vậy, Marco Polo Du Ký bị coi là chuyện thần thoại hoang đường. Năm 1965, nhà nghiên cứu Đức là Fohebo viết trong nghiên cứu của mình,
Marco Polo đã nhận công lao dâng máy bắn đá lên hốt tức liệt của người Hồi về mình. Theo ghi chép của lịch sử lúc đó, ông đang trên đường đi sang Trung Quốc. Trong một tư liệu lịch sử Trung Quốc, không có bất kỳ sự ghi chép về Marco Polo làm quan ở Dương Châu. Một người ngoại quốc làm quan ở một nước có nền văn hóa kinh tế thịnh vượng như Trung Quốc thời đó, nhưng không được ghi chép lại, đó là điều khiến nhiều nhà nghiên cứu ngạc nhiên. Ngày 14 tháng 4 năm 1982, nhà báo K. Krulas đăng bài Marco Polo đã đến Trung Quốc chưa trên tờ Thời báo Times. Ông nêu lên những điểm nghi vấn sau. Thứ nhất, trong sử sách Trung Quốc, căn bản không tìm ra một tư liệu nào chứng minh Marco Polo đã sang Trung Quốc cùng với cha. Thứ hai, các tư liệu thống kê trong sách rất đáng ngờ, ngay cả gia phả các hoàng đế Mông Cổ cũng ghi chép không rõ ràng. Thứ ba, trà và chữ Hán, hai điểm nhấn đậm nét nhất trong nền văn hóa Trung Quốc, cũng không hề được Marco Polo nhắc tới. Khi đó, phương pháp in rất tiên tiến đối với người châu Âu, cũng không thể nói đến. Thứ tư, rất nhiều địa danh Trung Quốc trong sách đều dùng cách ghi tiếng Ba Tư, vì vậy có thể Polo chỉ đến các nước Trung Á. Ông có thể qua các buổi nói chuyện về Trung Quốc với các thương nhân Ba Tư đã từng sang Trung Quốc, hoặc qua các bản ghi chép về Trung Quốc để viết nên tác phẩm Marco Polo Du Ký này. Năm 1965, nhà nghiên cứu Đức là Fohebo viết trong nghiên cứu của mình, Marco Polo đã nhận công lao dâng máy bắn đá lên hốt tức liệt của người Hồi về mình. Theo ghi chép của lịch sử lúc đó, ông đang trên đường đi sang Trung Quốc. Trong chuyến hành trình thám hiểm châu Á, ông đã đặt chân đến vùng đất Mông Cổ để mà khám phá, tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây, cũng như sự trỗi dậy của đế chế Mông Cổ. Thêm vào đó, ông cũng tìm hiểu cuộc sống của thành các Tư Hãn và của người dân Mông Cổ. Một trong những điều gây ấn tượng đặc biệt đối với ông là cách thức mà những phụ nữ Mông Cổ chia sẻ công việc của mình với đấng mày râu. Polo miêu tả những người đàn ông Mông Cổ không đoái hoài gì đến việc khác ngoại trừ săn bắn, chiến tranh và kỹ thuật nuôi bắt chim ưng.